Thưa quý vị, là những người sở hữu khối tài sản khổng lồ thuộc top đầu trong giới đại gia Việt Nam, nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Bầu Đức hay là ông Nguyễn Đăng Quang đều có những cách thư giãn vô cùng giản dị. Vậy những đại gia này thư giãn bằng cách nào và có gì khác biệt so với những người bình thường? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây của Invest TV. Trước tiên, phải kể đến vị tỷ phú đô la giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng. Dù giàu có là thế, nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng được đánh giá là người khá điềm đạm và kín đáo. Còn nhớ, trong lễ khánh thành một trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Vượng góp mặt với tư cách là chủ đầu tư. Tuy nhiên, vị tỷ phú này không uống rượu đàm đạo, cắt băng khánh thành, cũng chẳng có bài phát biểu nào. Ngược lại, ông chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, theo dõi mọi thứ. Là người giàu nhất Việt Nam, sở hữu vô số tài sản, nhưng ông Phạm Nhật Vượng vẫn sống rất giản dị. Những khi rảnh rỗi, người đứng đầu Vingroup thích xem phim võ thuật. Dẫu vậy, thời gian rảnh rỗi đối với ông là khá xa xỉ. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người rất ham thích công việc. Thứ hai, ông Đoàn Nguyên Đức là chủ của một tập đoàn kinh doanh đa ngành Hoàng Anh Gia Lai. Dĩ nhiên, công việc của Bầu Đức vô cùng bận rộn. Chẳng những kinh doanh, ông còn có tâm huyết lớn cho bóng đá. Với Bầu Đức, ông sẵn sàng làm việc bất kể thời gian, chỉ tính hết việc chứ không tính hết giờ. Bầu Đức từng chia sẻ, thời gian làm việc chiếm hết quỹ thời gian của tôi, bất kể ở đâu tôi cũng làm việc, trên đường ra sân bay, trên máy bay, khi ăn, khi ngủ đều thế. Có ngày tôi bay vài chuyến, đi hai ba nước, có vài ba cuộc họp quan trọng, thế mà lạ là tôi chẳng thấy mệt mỏi hay chán nản gì cả. Mỗi khi rảnh rỗi, Bầu Đức có cách thư giãn rất đặc biệt. Ông cho biết, một là bay về phố núi Pleiku, đến học viện bóng đá của mình xem các cầu thủ nhí hoặc đá bóng chơi cùng bọn trẻ. Hai là ông sẽ tự lái xe đi thăm vườn cao su. Hiện tại, vợ của ông là bà Hoàng Thị Ngọc Bích và ba người con đều đang sinh sống, học tập ở Singapore. Mỗi tháng, Bầu Đức lại bay sang đó để thăm vợ con mình vài ngày. Thứ ba, ông Nguyễn Đăng Quang. Ông Nguyễn Đăng Quang là người đứng đầu hệ sinh thái Masan Group, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi, khoáng sản. Chủ tịch Masan từng thừa nhận mình là người có tính cách hơi dị. Ông thích nói chuyện về triết học ở các cuộc họp hay sự kiện quan trọng. Nhiều người vì thế mà nghĩ rằng ông lẩm cẩm. Thế nhưng, cũng chính cái triết lý lẩm cẩm đó lại là yếu tố góp phần tạo nên thành công cho công ty của ông bây giờ. Đó không chỉ là tính cách mà còn là sở thích của ông Quang. Cứ có dịp, ông lại muốn nói chuyện triết học. Vậy mà người đàn ông bị cho là lẩm cẩm đó, hồi đầu năm 2019 đã ghi danh trở thành một trong những tỷ phú đô la Mỹ mới ở Việt Nam. Nếu không có những triết lý sống đó, có lẽ đã không có một Masan Group hùng mạnh như bây giờ.